Xin gửi lại chào hết tất cả các anh chị và các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Thì bắt đầu ở tại Atlanta này coi như đã bước vào những cái ngày lạnh rồi đó. Như ngày hôm nay, hiện tại bây giờ ngay buổi sáng khoảng 5 độ C. Và buổi trưa đó thì cao hơn một chút xíu, khoảng 12, 13 độ C mà thôi. Và ở đây thì coi như là chỉ gọi là mới có bước vào những cái ngày lạnh thôi. Thật sự chưa phải là ngày nào cũng lạnh hết. Chỉ lạnh khoảng chừng 2-3 ngày, và những ngày còn lại nó ấm. Thì ở cái tiểu bang của mình ở đây thì cái thời tiết nó vào mùa đông cũng vẫn vậy. Cứ vài ngày lạnh, vài ngày ấm, vài ngày lạnh, vài ngày ấm, nó không có lạnh liên tục như là những cái tiểu bang ở trên phía bắc, ở trên vùng lạnh. Đó. Cây lá này vàng rụng như là muốn gần hết rồi. Thì hôm nay cũng là tiếp tục mình cũng muốn chia sẻ thêm về cái cuộc sống ở tại thành phố này nha. Ở tại tiểu bang Georgia. Vào mùa thu thì có thể nói cái cuộc sống á thì tuy rằng nó không có khác gì những cái mùa khác, nhưng mà vào mùa này thì do cái thời tiết bắt đầu nó lạnh rồi đó, nên thì người ta sẽ hạn chế ra đường nhiều hơn. Những ngày của mùa hè hay những mùa xuân thì cũng vậy, người ta cũng đã ít ra đường rồi, nhưng mà vào mùa thu, mùa đông tới thì người ta càng hạn chế ra đường hơn, nên mình nhìn thấy xóm làng nó rất là yên tĩnh, vắng lặng nha. Nhìn thì nó có hơi giống như là nó hơi bề bộn chút xíu, tại do cái lá cây là nó rơi nhiều quá, người ta chưa có quét dọn hết á. Thấy không? Đỏ rực hết trơn nha. Giờ này thì bắt đầu nắng cũng đã lên rồi, thấy không? Khi mà có nắng lên thì nó sẽ đỡ lạnh hơn. Khu Việt Nam buổi sáng nha. Đi mua ăn ly cà phê uống nha. Mới sáng chỉ có cà phê là mới có mở cửa thôi. Chứ mấy cái cửa hàng khác thì cũng chưa có mở cửa. Thì hồi xưa đó, cái thời mà mình nói khoảng 30 năm, hơn 30 năm về trước, gia đình mà có người mà đi Mỹ đó, nói chung là rất là lo lắng. Qua đây không biết cái cuộc sống nó như thế nào, liên lạc khó lắm. Ngày xưa đó thì viết thư, nếu có cái chuyện gì đó, gọi là nhiều có viết thư, chứ điện thoại đó đâu có nói chuyện thoải mái được như bây giờ đâu. Mua một cái thẻ 20 đô mà nói chuyện đâu được có là 15 phút à, mà mua cũng rất là khó mua. Nếu như ở ngay chân Cali thì nó còn dễ chút xíu, chứ ở những cái tiểu bang khác như ở đây cũng vậy nữa, hoặc là những tiểu bang ít người Việt đó, khó khăn lắm, liên lạc cực lắm. Như vậy thì cái cuộc sống ở bên Việt Nam mà không biết ở đây nó ra sao, rồi ở đây muốn kể cho Việt Nam nghe kể thì cũng không được. Thôi nói chung là thời xưa mà khó nhiều thứ lắm, đi đứng lái xe các thứ, ăn uống nó so với cái thời ngày nay đó, thời ngày nay có thể nói bây giờ đó quá sướng nha. Thời ngày xưa đi Mỹ thì coi như là khóc bệnh rịnh đi, không biết là bao giờ mới trở về. Chứ còn thời bây giờ đó, qua Mỹ rồi thì mình thấy như ai nó cũng vui chứ, cũng giống như ở Việt Nam thôi, điện thoại nối liên tục mọi lúc mọi nơi luôn nha. Đó là sự khác biệt của cái cuộc sống bây giờ. Mấy người làm việc ở trong chợ này nè, có người thì đạp bằng xe đạp đi lại chợ làm luôn tại nhà kế bên á. Còn nếu như chưa có lái xe được thì người thân đưa đón nó. Mấy người nhân viên nó bắt đầu đi lại chợ làm việc, 9 giờ mới mở cửa. Cho nên thì nhiều người giờ gọi là khu Việt Nam thì thích mua nhà ở gần đây. Nhà ở đây cũng còn tương đối rẻ, đi đứng rồi đi chợ này kia nó cũng thuận tiện nữa. Mùa những ngày ấm ấm thì đi bộ hoặc là có gian xe, hay là người thân ở nhà, con cháu rồi nhất là những người lớn tuổi đó đưa lại chợ rồi lát rước về ra đây uống cà phê, ăn uống rồi chơi, cũng như là đi chùa rồi nó cũng gần. Chứ còn ở xa xa thì nó hơi cực. Thì bây giờ mình đi thay nhớt của cái chiếc xe của mình nha. Ở gần nhà ở đây cũng có, nhưng mà mình đi đến
cũng một khu Việt Nam nữa, cách đây thì có hơn 10 phút thôi, khu Loreland View. Khu này giờ người Việt Nam mình đến đây định cư sinh sống cũng nhiều, sẵn thì mình cũng đi gọi là thay nhớt xe cũng như mình chia sẻ luôn nhà cửa ở cái khu này luôn nha, để anh em được biết luôn nha. Đang chạy Highway 85. Khoảng 15 phút lái xe mình tới khu vực này gọi là Loreland View. Loreland View này bây giờ người Việt Nam mình ở đây càng ngày càng nhiều nha. Ra đây thì nhà cửa còn mới, giá nó cũng còn thấp hơn so với những cái CD khác. Đất đai nhiều, nó giống như nó ra ngoài ngoại ô một chút xíu rồi đó. Ra tới cái khu này thì thấy có phần nó thoáng hơn, yên tĩnh hơn chút xíu. Cũng gần tới cái tiệm sửa xe này, mới mở thôi. Đây tiệm sửa xe của người Việt Nam mình ở đây nha. Như mới mở mấy tháng thôi thì phải. Rồi kiếm chỗ đi vô bên trong đi, thay nhớt xe đi. Nha, đây là cái tiệm sửa xe của người Việt Nam mình mới mở ra ở đây nha. Mới chát luôn, mới mở được mấy tháng à. Ở đây làm các loại về xe luôn. Thì các anh chị các bạn ở khu vực này đó có xem được video của mình đó, mình có cần làm xe gì mà muốn nói về tiếng Việt đó thì ghé đây. Địa chỉ nè. Ở đây là thuộc Loreland View nha. Cái zip code ở đây là 30044. Làm các loại về xe luôn. Xe trong nước, xe ngoài nước thì làm đủ hết á. Tại vì nhiều khi có những người đó thì cũng ngại đó, đem lại những cái tiệm Mỹ đó thì nhiều khi cái giao tiếp đó, nó không có rõ ràng đó. Đến đây thì nói bằng tiếng Việt hết, có những cái gì mình yêu cầu đó, đó. Việt Nam ở vùng Loreland View. Tên của cái tiệm sửa xe này là chữ S và chữ L. Mình nhìn vô mình tưởng đâu là của tiệm của người Mỹ, người nước ngoài, nhưng mà không phải nha, của người Việt Nam mình đó, S&L. Xung quanh đây nè, cặp theo cái đường lớn thì nhà cũ nhiều nha, nhưng mà lát mình sẽ chạy vô ở phía bên trong á, bên trong thì nhà mới đẹp. Giờ này ngoài cũng còn hơi xe lạnh với là cái gió hơi nhiều. Thấy đã không? Shop mới luôn nha, hiện đại luôn nha. Xe mình thay nhớt xong mình. Ở đây mấy anh thợ là người Việt Nam mình. Mở nhạc Việt Nam nghe luôn. Xong. Mình thay nhớt chiếc xe này là mình thay loại nhớt đó 5.000 mai. Thì như vậy tổng cộng hết luôn ha, 60 đô. 60 đô chẳng luôn. Đó, cho thay nhớt xe 5.000 mai. Rồi xong giờ chạy về. Thì chia sẻ vậy thôi nha. Thì các anh chị các bạn nếu ở gần đây mình có muốn tìm một cái tiệm gọi là của Việt Nam mình đó, thì thấy ở đây mới luôn, mới có khai trương được có 2 tháng à. Ok, đó, giờ bắt đầu sẽ ghé gọi là những cái khu nhà ở đây nha. Xem chơi luôn cho biết nhà cửa ở đây. Loreland View. Mình sẽ ghé chơi vào một khu nhà điển hình ở đây. Như trước mặt của mình, khu nhà này có cái giá nó khoảng gần 500.000 đô và trên 500.000 đô.
Xung quanh đây thì cũng có những căn nhà là còn rẻ hơn nha, nhưng mà mình quay vào cái khu này được xem là có nhiều người Việt mình định cư ở đây. Và cũng như mình cũng chia sẻ đó, có nhiều người khi mà định cư đó, thì cũng có người nói là than buồn là do sống ở xa khu Việt Nam quá, sống về những cái vùng quê, những thành phố nhỏ thì than buồn. Còn nếu như mình sống ở thành phố lớn, sống gần khu Việt Nam đó, nó giống như vậy nè. Nhà cửa san sát với nhau, trong khu xóm thì cũng có rất nhiều người Việt. Và cũng như mình cầm cái xe mình chạy ra đường 5 phút, 7 phút, 10 phút thôi, thì mình sẽ gặp chợ, quán cà phê, nhà hàng ăn uống hay là bạn bè xung quanh đây. Thì như vậy cái cảm giác gọi là nó cô đơn thì nó không có nha, nó không giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó khác. Bây giờ có thể mình sống ở đây, mình đi vòng vòng đi chơi, gặp người Việt Nam mình, gọi là kết bạn, giao lưu qua lại thì càng ngày càng đông. Thì về cái cảm giác gọi là sống ở đây, định cư những khu này thì không có còn ai gọi là than buồn nữa. Cũng có nhiều người thì nói vui, cuộc sống nó im điềm. Cho nên nó cũng tùy thuộc vào mình định cư ở thành phố nào, ở tiểu bang nào, nó có sự nó khác biệt với nhau. Chứ cũng không hẳn phải là vui hết, mà cũng không hẳn là buồn hết. Khu này giờ nói chung Việt Nam mình, người Việt mình thích ở đây lắm. Nhà cửa cũng rộng rãi, đất đai nhiều. Nó hơi ra ngoại ô chút xíu thôi, nhưng mà giờ chợ búa rồi quán xá rồi từ từ giờ về đây là cũng nhiều rồi. Mình chỉ nói điển hình về cái khu ở ở đây thôi, để các anh chị các bạn xem chơi cho biết. Lauren View, nhìn nhà đã không? Lớn đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ghé về cái khu chợ Việt Nam mà gọi là gần nhất ở đây nha. Chắc cũng khoảng chừng nói 10 phút rồi à. Thì bây giờ mình ghé vào cái khu chợ City Farmer, đó là gần với cái chỗ sửa xe hồi nãy, với cái khu nhà. Khu này được xem là bây giờ có thể nói cũng là đông nhất nhì ở tại thành phố Atlanta này nha. Cách chợ Hồng Kông ở chỗ mình ở chứ có 10 phút thôi. Ở trên mình thì đi chợ Hồng Kông, còn cái vùng ở Lauren View lân cận đây thì đi chợ City Farmer. Đầy đủ hết trơn nha. Cũng chợ rồi những cái cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, các cái dịch vụ khác, cũng không thiếu thứ gì hết. Sẵn ghé để mua bánh mì ăn sáng đi, sáng giờ cũng chưa ăn sáng nữa. Thế có tiệm bánh mì này bán thì cũng được lắm. 1-3 năm. Sáng đông lắm nè, rất là nhiều người mua bánh mì mới giờ này buổi sáng. Bánh mì đặc biệt, xíu mại, nướng, cà phê, nước mía. Thì mình mua là 3 ổ bánh mì, 2 ổ đặc biệt, 1 ổ thịt nướng. Nó là 16.95 đồng cho 3 ổ nha. Cái thuế của cái vùng này ở đây nó là 6%, 1 đồng lẻ 2 sen. Như vậy chạy ra tổng cộng là 17.97 đồng cho 3 ổ bánh mì. Giá đây là bây giờ nha. Thì gọi là chia sẻ cuộc sống, những cái thông tin như thế này đây mình cũng chia sẻ luôn để các anh chị và các bạn biết được cái cuộc sống ở đây, cái mức sinh hoạt ở tại thành phố này. Giờ bây giờ mới có sáng với gió nhiều, cũng còn hơi xe lạnh nên người đi chợ cũng còn ít, chưa có đông gì mấy nha. Thì trong khu này ngoài cái khu chợ ra còn như là có tiệm thuốc tây nè, nhà hàng phở nè, rồi tiệm vịt quay, heo quay, cà phê,
Khu này có hai quán cà phê City Farmer Market nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình chạy về nhà lại. Thì người Việt mình đến Mỹ thì theo như mình được biết mỗi một ngày mỗi một đông. Bây giờ ngoại trừ Cali ra là quá đông mình không nói đi, Texas cũng quá đông rồi. Bây giờ ở Georgia, Florida, Virginia thì các tiểu bang này cũng vậy, càng ngày thì càng hình thành thêm những khu thương mại của người Việt Nam mình ở đây. Nếu như mình qua đây mà mình ở những cái thành phố nhỏ ở những vùng quê đó thì nó còn buồn thật nha, chứ còn nếu như mình về đến đây rồi ở gần gần đây đó nó thì giờ nó đầy đủ hết trơn rồi. Cho nên nói mà để gọi là nhớ nhà nhớ quê hương như ngày xưa thì mình thấy giờ nó không có còn nữa. Cần gì bóc điện thoại lên cái thì nói chuyện trực tiếp thấy rõ hết trơn. Cho nên mình thấy thì gọi là những người mà lớn tuổi thôi thì gọi là có cái gì đó gọi là còn nhớ chưa quen thôi, chứ còn từ người trẻ tuổi thì rất là ok. Thì có thể nói một điều đó, ngày nay có rất là nhiều người chia sẻ về cuộc sống Mỹ ở trên mạng xã hội. Thì có nhiều anh chị, nhiều bạn tuy rằng chưa có đến Mỹ nhưng mà cũng đã biết nhiều về cuộc sống ở đây rồi. Chẳng những là một tiểu bang mà biết rất là nhiều tiểu bang trong nước Mỹ luôn. Cho nên khi đến đây thì không có bị ngỡ ngàng. Một ổ bánh mì này, nó mình giờ mới mua về luôn ha. Của người Việt Nam mình ở đây, nó bánh mì á làm cũng y như ở bên Việt Nam luôn. Rất là ngon. Thì ở trong đây thì thịt nướng cũng đầy đủ hết, là dưa chua, thịt nướng hay là mình ăn xíu mại hoặc ăn đặc biệt á. Thì so với bên Việt Nam á không có khác gì đâu. Cũng như nhau thôi. Giờ mình đến đây gọi là mình sống ở gần khu người Việt á thì có thể mình đi ăn phở, đi ăn hủ tiếu, đi ăn cháo, các thứ á, thì bây giờ ở bên Việt Nam có cái gì ở đây đều có hết rồi. So với trước đây đó gọi là không có còn thiếu thốn nữa. Như chẳng những mình mua tại đây, có thể mình mua ở Xiên Bang, người ta gửi về mua các loại khô, các loại cá gì đó, nói chung là đồ ăn Việt Nam. Ok, thì mình cũng xin tạm dừng cái video chia sẻ về cuộc sống ngày hôm nay lại ở đây. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, bấm đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha, để tiếp tục xem những video chia sẻ kế tiếp nữa của mình. Bye bye.